để đáp ứng được nhu cầu mà RGB hóa mọi thứ như hiện nay, hay là giá của những cặp RAM RGB đang rất chi là cao. Ví dụ như là một cặp G-SKILL chip Gen Z RGB, hiện tại mức giá của nó đã gần 6 triệu rồi, và hầu như những cặp RAM RGB nào cũng đều có mức giá là trên 5 triệu. Hôm nay mình sẽ đưa ra cho các bạn một giải pháp RGB hóa từ RAM trở thành quả tản nhiệt. Đây chính là thanh LED kiêm tản nhiệt của Zonesbo. Đầu tiên đến với thanh LED RGB kiêm luôn tản nhiệt cho RAM này. Nó được mình đánh giá rất chi là cao vì thứ nhất, thiết kế của nó rất đẹp và chất lượng hoàn thiện của nó thì không thua kém gì nhiều so với những kit RAM có kèm luôn tản nhiệt như hiện nay. Thứ hai là nó có luôn LED RGB. Mình nhấn mạnh ở đây là LED RGB đang rất thịnh hành hiện nay. Chỉ đáng tiếc một điều là nó không thể nào mà sync được với những linh kiện khác trong cây. Giá mà nó có thể đồng bộ được với những hệ thống LED nổi tiếng như là Aura Sync hay là RGB Fusion thì có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều. Và thứ ba là nó rất chi là dễ dàng để lắp đặt, chỉ cần mở vít ra rồi lắp vào thế là xong. Vừa rồi mình đã giới thiệu cho các bạn một giải pháp để biến hệ thống PC không có LED hoặc là chỉ có LED một màu trở thành hệ thống LED RGB, mà mức giá của nó rất chi là hợp lý, là chỉ khoảng tầm 250k cho mỗi loại. Và mình đánh giá đây là một mức giá rất chi là vừa phải, không quá đắt cũng như là không quá rẻ. Và các bạn còn những phương pháp nào để làm đẹp cho bộ PC của mình thì hãy comment phía bên dưới nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.